hết hết vận chuyển bởi màn hình. Rất là tiếc. Hello, 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 xin chào cả nhà. Xin chào tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em. Thành Quá gửi lời chúc sức khỏe tất cả bà con, cô bác đều được mạnh khỏe nha. Hôm nay Thành Quá tiếp tục lên sóng với cái máy chụp hình. Hàng con này thì đẹp, máy móc nguyên zin, ống kính thì rất là dài đó. Mà nó bị vận chuyển xui sao bị bể rồi. Thiệt là tiếc. Mấy con này mình nghĩ là nó không có pin ha. Mấy con này không có pin, mua 10 con hết, 10 con không có pin, không có thử nguồn được nè. Cam kết là máy móc thì nguyên zin ha, không có sửa chữa gì trong đây chân ha. Cái này mua về trưng bày quán nước, quán cà phê ha, là rất là đẹp ha. Mà anh nào có đam mê đó, mua về trưng bày hay gì đó ha. Chứ nghĩ là xài chắc cũng hơi khó xài, không có pin đâu xài nữa. Bạn này xài bằng phim nữa. Rồi ha, hình ảnh với video là đúng hình sản phẩm nha, không có thêm bớt gì hết trong đây nha. Nếu như sai, được hoàn toàn trả lại, tiền ship mình chịu luôn cho. Như tỷ quý khách mua con này y gan hình gì nè, mà mình xài, mình mà giao con này, quý khách được quyền trả lại miễn ship luôn. Bán là điều cam kết nha, cho xem hàng trước khi nhận nha quý khách. Tại vì dạo này trên mạng lừa gạt nhiều quá, bởi vì một số người bán nó cũng hơi khổ. Mình không có lừa gạt mà cũng nằm trong diện bị lừa gạt, nên nó hơi khó khó chút. Rồi quý khách, cô chú, anh chị em nào mà có nhu cầu thì liên hệ qua Zalo, Facebook, YouTube hay cho tốt giùm em nha. Qua số điện thoại 0939 396 480. Em tên Quá, 40 tuổi nha. Em này bán giá là 250.000. Rồi, cảm ơn tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất nhiều.